Xin chào mọi người, chúng ta tiếp tục học từ vựng tiếng Nhật theo phương pháp âm thanh tương tự. Bài 34. Học từ vựng tiếng Nhật theo phương pháp âm thanh tương tự. Bài 34, số 1 là Hokkien. Hokkien nghĩa là diêm bằng quang. Hokkien Dato Shindan Sareru. Chẩn đoán là bị viêm bàng quang. Số 2 là Yu Deru. Yu Deru nghĩa là luộc. Yasai ố. Yu Deru luộc rau. Số 3 là Oba. Oba nghĩa là áo tròn. Oba quá. Ibuku. No. Hito chư. Áo tròn là một loại trang phục. Một loại trang phục. Số 4 là Mekiru. Makeru nghĩa là đầu hàng. Và Bukini Makeru là đầu hàng bệnh tật. Số 5 là Akai là đỏ. Là Doshite Sona ni Kao ga Akainda là tại sao mặt bạn đỏ như vậy. Doshite sonani kao ga
Akashida. Thứ sáu là Mame là đậu, là Mame ố đi đi rư là nấu đậu. Số 7 là Araso nghĩa là tranh giành, là Okane, là mê kích tê Araso, là tranh giành tiền bạc. Hokuen là chim bằng quang. Hokuen do dado shindan sairu, là chẩn đoán là bị chim bằng quang. Là yu de rư và sai ố, yu de rư là luộc rau. Oba là ốc choàng, oba quá. Ibuku no hitochu là áo choàng, là một loại trang phục. Makiru hoàng. Hibukini, Makiru là đầu hàng bệnh tật. Aka là đỏ. Doshite sonnani, Akashikaoga, Akashida, tại sao mà mặt đỏ như vậy? Mame đậu. Mame oshiru là nấu đậu. Là Araso tranh giành. Okane o mê gu tê. Araso tranh giành về tiền bạc. Mình xin kết thúc từ vựng tiếng Nhật theo phương pháp âm thanh tương tự bài 34.